Hi, Ly xin chào mọi người nha. Hôm nay á Ly xin chia sẻ cách điền đơn bảo lãnh ba mẹ nha. Thì mọi người cũng biết á là cái diện này không có cho người đi kèm nên Ly sẽ điền một đơn cho ba Ly riêng rồi một đơn cho mẹ của Ly riêng. Để điền được cái đơn này á mọi người lên trang web của USCIS là USCIS.gov thì ở trên cái thanh tìm kiếm này nè, mọi người gõ cái uh, chữ uh, Y130 á uh, thì nhấp vào chỗ tìm, tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra ở cái phần dưới này nè. Mình uh, nhấp vào cái phần uh, Y130 ở đây. Sau khi mình uh, nhấp vào á uh, thì ở đây họ cái đơn này là mình có thể điền online thì mình chỉ cần tạo một cái tài khoản là mình có thể điền online được hoặc là mình có thể điền giấy. Li à, có cái video hướng dẫn cách là, là làm tài khoản rồi đó mọi người có thể vào đó để tham khảo cái đơn điền online á, thì họ cho mình một tháng để hoàn thành đơn mình điền được câu nào á, thì họ sẽ lưu lại cái câu đó ví dụ như là hôm nay mình điền hai câu rồi ngày mai mình điền ba câu thì những cái câu câu mình điền á, thì họ sẽ lưu lại hết trong vòng một tháng nếu mà trong vòng một tháng mình chưa có hoàn thành xong cái đơn á thì những cái câu trả lời trước đó là sẽ bị xóa mình chỉ cần điền lại là được không có ảnh hưởng gì hết thì dựa vào các thông tin mình điền ở cái phần đơn này á thì đến cái phần cuối là cái phần để tải các giấy tờ lên á thì họ sẽ liệt kê ra những cái giấy tờ gì mình cần tải lên nên mình không có cần đau đầu là cần phải tải giấy gì lên và không tải giấy gì lên à, và những uh, cái hồ sơ của mình có những cái uh, thay đổi gì á uh, hay là có cái tình trạng thay đổi gì thì họ sẽ gửi email báo cho mình biết trước à, sau đó thì uh, sẽ có thư gửi về nhà sau à, hôm bữa ly đã có cái video chia sẻ cái cách điền đơn bằng giấy rồi nên hôm nay á ly sẽ chia sẻ cái cách mà điền đơn bảo lãnh ba mẹ online ly chỉ lướt qua cái phần này thôi nha sau khi mình đăng nhập tài khoản rồi thì mình chọn vào cái mục này là cái mục để mình điền đơn bảo lãnh ba mẹ online thì mình nhấp vào cái mục này ở đây Bây giờ mình bắt đầu vô phần điền đơn nha à, Đây là bắt đầu rồi nè Đây là trang đầu tiên á Là cái trang mình mọi người đọc qua hết cái phần này đi Rồi xuống dưới này á Thì họ hỏi là có ai hỗ trợ mình hay không Giống như là có ai mà Giống như là luật sư hay là người phiên dịch hay không Nếu mà có thì yes Còn Ly chọn no Là Ly tự làm á sau đó chọn vào phần next ở đây thì nó sẽ qua cái câu hỏi thứ hai đây là thông tin về uh, bản thân ly cái này là uh, tên là uh, tên lót này với họ của ly hiện tại uh, là tên hợp pháp của ly ở trên uh, bằng quốc tịch đó là cái này là tên mới của ly ở đây họ hỏi là mình có họ tên khác hay không ly uh, trả lời là yes là có thì ở phần dưới này ly sẽ liệt kê cái họ tên khác của ly là cái họ tên trên giấy khai sinh của ly nè nếu mà ai có Thêm nữa thì nhấp vào cái phần này để thêm. Sau đó là mình điền xong hết rồi mình chọn vào cái phần next. Tại ly lấy chồng á, ly đội họ theo họ chồng nên ly có hai họ tên ở đây. Bây giờ mình qua phần kế tiếp á. Ở phần này họ hỏi mình là cái thông tin liên lạc là mình. Ly điền cái um, số điện thoại của Ly với lại cái uh, địa chỉ email của Ly uh, vào cái phần này. Còn phần dưới này á là cái phần uh, nói chung là địa chỉ để cho họ gửi uh, thư về cho mình á. nếu mà có ai nhận thư giùm thư giùm mình á thì ghi tên người cái đó, người đó vô đây. Rồi cái địa chỉ để họ gửi thư về thì cũng có số nhà nè, rồi uh, thành phố nè, tiểu bang nè với lại cái zip code ở phần này. Xong rồi tới cái câu tiếp theo họ hỏi mình đó là cái địa chỉ mà nhận thư với lại cái địa chỉ hiện tại mình đang ở có cùng hay không nếu mà cùng thì trả lời yes còn không thì trả lời no thì họ sẽ liệt cho mình điền tiếp cái phần địa chỉ tiếp theo rồi mình nhắm vào phần next rồi ở đây là họ hỏi mình cái địa chỉ là mình đã từng ở trong vòng 5 năm qua thì uh, 5 năm qua Ly chỉ có ở một địa chỉ thôi. Đây là cái địa chỉ uh, Ly ở trong vòng 5 năm qua là cũng có ra quốc gia là xong rồi uh, số nhà, tên đường, rồi tên thành phố, tên tiểu bang với lại cái zip code, rồi uh, ở từ ngày tháng năm nào tới ngày tháng năm nào ở đây nè. Sau đó mình nhấp vào chữ uh, lưu ở đây thì họ sẽ lưu lại uh, cho mình. Nếu mà trường hợp ai mà có um, ở nhiều địa chỉ á thì mình chỉ cần nhấp vào cái phần này để thêm những cái địa chỉ khác vô. Sau khi mình điền xong hết rồi á, mình chọn vào cái phần next để qua cái câu tiếp theo nha. Ly có một địa chỉ thôi, nên Ly có ghi có như vậy thôi à. Nếu mà ai mà muốn sửa hoặc là xóa cái phần địa chỉ mình mới điền á, thì nhấp vô cái phần này là được hết á, là họ cho mình sửa với xóa ở đây. Nhấp vào phần next thì mình sẽ qua cái câu tiếp theo câu tiếp theo ở đây á là họ hỏi mình về cái thứ nhất á là giới tính là mình ghi là female là con gái. xong rồi dưới đây là mình không có phải là gốc Tây Ban Nha ở dưới cái phần này. Rồi xong rồi mình là, là thuộc Asian là thuộc người châu Á đó. Rồi xuống dưới này á thì đây là cái chiều cao và cái cân nặng của ly là mình lấy cái thông tin này ở trên cái bằng lái xe đó, rồi cái phần tiếp theo á là màu mắt là màu brown là màu nâu, rồi màu tóc á, là màu black là màu đen. Sau khi xong rồi mình chọn vào phần next ở đây, mình sẽ qua phần tiếp theo, tầng tiếp theo họ hỏi họ hỏi về lịch sử việc làm của mình á là li nạp trong vòng 5 năm qua ly chỉ có ở nhà chăm con thôi nên cái phần này ly đã điền rồi là housewife, xong rồi ghi um, uh, tên nước nè, rồi cái địa chỉ mình uh, mình làm um, nội trợ ở đây nè, thì cái địa chỉ hiện tại ly đang ở, rồi xuống đây là cái phần công việc thì là làm nội trợ housewife ở đây là nội trợ, xong rồi hiện tại thì mình vẫn còn đang làm việc này, rồi làm từ ngày tháng năm nào đó rồi xong rồi mình nhấp vào chỗ này để nó lưu cái phần uh, của mình. Nếu mà ai có cái uh, nhiều công việc á, thì chỉ cần nhấp vào phần này để thêm tất cả những công việc mình đã từng làm trong vòng 5 năm qua. Sau khi mình điền xong hết rồi thì mình cũng uh, nhấp vào cái phần next ở đây để đi qua cái uh, câu uh, kế tiếp nha. Ở câu này ly chọn là ly đã có quốc tịch rồi nè. Họ hỏi mình là có lấy được cái bằng quốc tịch này à, thông qua những con nuôi hay này nọ đó. Mình chọn lời là no là mình không có vấn đề đó Rồi ở đây họ hỏi mình cái số A number là mình lấy cái bằng quốc tịch ra ở đó có cái số A number á Cái số này á là nó đi theo mình suốt đời á nên lúc nào ở cái giấy tờ nào liên quan họ cũng có cái số này hết Rồi ở đây là có cái tài khoản USCIS online á nếu mà mọi người có thì điền vô còn không có thì nhấp vào cái phần này là là không sao hết cái này không có không có bắt buộc đâu rồi ở đây có cái số Thẻ an sinh nè rồi ngày tháng năm sinh rồi tới uh, quốc gia được sinh ra là ghi là việt nam uh, sau khi mình ở uh, đây là cái uh, thành phố mình được sinh ra Uh, nhấp vào phần next để qua câu tiếp theo, xong rồi ly uh, lấy bằng quốc tịch thông qua việc thi quốc tịch, ly chọn cái đáp án này, rồi ở đây uh, là ly đã có cái uh, bằng quốc tịch rồi, xong rồi ghi uh, cái um, số bằng quốc tịch của ly với lại cái thành phố được cấp là Philadelphia, and xong rồi cái này là cái uh, ngày mà được cấp quốc tịch là ly ở đây, mọi người lấy cái bằng quốc tịch ra ra những cái thông tin này là trên cái bằng quốc tịch đều có hết á sau đó là mình sẽ nhấp vào cái chữ next để đi qua cái câu hỏi tiếp theo tiếp theo hỏi tình trạng hôn nhân của ly là hiện tại là ly đang kết hôn sau đó là họ hỏi mình là kết hôn mấy lần thì mình ghi là một lần rồi mình chọn vào cái phần next để đi qua cái câu tiếp theo nha xong rồi họ hỏi về thông tin cái chồng của ly ly cũng điền là tên này tên lót này họ của chồng của ly tại kết hôn có một lần à, nên chỉ điền người đó thôi rồi cái ngày tháng ly kết hôn ở đây rồi cái quốc gia với lại cái thành phố ly kết hôn ở dưới phần này rồi ở phần dưới nó hỏi hỏi mình là cái ngày tháng mà để kết thúc hôn nhân á ly không có tại chưa có ly hôn mà xong mình chọn vào phần next để qua cái câu này người ta hỏi uh, uh, thông tin về cái cuộc hôn nhân trước á nhưng mà ly không có kết hôn có một lần thôi nên phần này ly sẽ bỏ qua rồi chọn vào next để đi qua cái uh, câu uh, tiếp theo nha câu này hỏi về thông tin về ba mẹ của ly xong ở đây uh, ly sẽ điền uh, tên này tên lót này với lại họ của Bali ở đây sau đó thì mình sẽ xuống đây là ngày tháng năm sinh của Bali rồi giới tính của Bali rồi cái quốc gia được sinh ra là Việt Nam rồi cái hiện thành phố hiện tại đang ở là Châu Đức rồi cái quốc gia đang ở hiện tại là Việt Nam sau đó mình chọn vào phần next để đi qua câu tiếp theo nha lúc nãy là thông tin của ba rồi bây giờ cái phần next sẽ là cái thông tin của mẹ thì cũng giống thôi đây là tên nè tên lót này với họ của mẹ ly rồi sau đó là cái phần dưới này á là phần ngày tháng năm sinh của mẹ ly ở dưới đây rồi giới tính của mẹ ly female là phụ nữ đó rồi xong rồi cái quốc gia được sinh ra là việt nam rồi cái thành phố hiện tại đang cư ngụ là châu đất rồi xong ở dưới này là cái quốc gia đang cư ngụ là bên việt nam rồi mình điền xong hết phần này mình chọn vào phần next để đi qua cái câu tiếp theo nè câu tiếp theo họ hỏi sẽ hỏi hỏi cái người được bảo lãnh có quan hệ như thế nào với ly ly chọn parent là ba ly á cái đơn này ly đăng điền là điền cho ba của ly nha thì cho mẹ ly ly phải điền một cái đơn riêng nữa mà cũng giống nhau Uh, hỏi là cái quan hệ có phải là cái um, con kế hoặc là cha mẹ kế hay không. Ly không có chọn mục này lại không phải tại là cha mẹ ruột á. Còn dưới đây là có ai từng uh, điền cho ba Ly chưa? Ly chọn là no. Nếu mà ai không biết thì chọn vào in no nha. Chọn vào the next để đi qua câu tiếp theo. Ở đây là họ hỏi mình uh, cung cấp cái tên của cái người được bảo lãnh là tên của ba Ly đó. Uh, tên này tên lót này, họ của ba Ly ở đây. Phần tiếp theo thì hỏi Bali có họ tên khác hay không. Và ba Bali không có họ tên khác nên phần này ly để trống. Nếu mà ai có nhiều tên khác thì nhấp vào phần này để thêm uh, thêm nhiều họ tên vô rồi ly chọn vào phần next để đi qua câu tiếp theo. Thì uh, cái cũng là thông tin của Bali. Ở đây là cái số điện thoại với lại um, địa chỉ email ba Bali ly không có nên, nên ly để trống cái phần địa chỉ email là ly chỉ điền số điện thoại của Bali bên Việt Nam thôi. Sau đó là mình chọn vào phần next để đi qua cái câu tiếp theo Câu tiếp theo ở đây họ hỏi về cái địa chỉ Là Ly Điền ở đây là quốc gia Việt Nam Rồi xong cái địa chỉ hiện tại ba Ly đang ở ở đây Rồi thì có tên đường nè, xóm làng gì đó Rồi thành phố nè, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè Cái mã bưu điện là Ly không biết Nên Ly để trống ở cái phần postal code để trống phần đó Rồi xong rồi cái địa chỉ này để sau này Bali qua Mỹ được ở đó Ly điền cái địa chỉ số nhà của hiện tại Ly đang ở Ở đây bên này Rồi xong rồi tại cái địa chỉ ở phía trên với địa chỉ này giống nhau á Địa chỉ bên Việt Nam với địa chỉ này giống nhau Nên Ly bỏ trống phần này Rồi mình chọn vào phần next ở đây nha à, Câu tiếp theo vẫn là về thông tin của Bali Uh, Bali không có số A á nên lý chọn cái mục này là mình không có số A Rồi uh, xuống dưới này á thì uh, Bali cũng không có cái uh, số uh, số tài khoản online của USCIS nên lý chọn vào phần này luôn. Ở đây Bali không có cái uh, số thẻ an sinh nên Ly chọn vào phần này. Rồi đến ngày tháng năm sinh của Bali, rồi uh, quốc gia Bali uh, được sinh ra là Việt Nam rồi cái uh, thành phố mà Bali được sanh ra thì ở Xuân Lộc, rồi uh, giới tính của Bali là nam là male đó. Rồi mình chọn uh, next để đi qua cái câu tiếp theo. Câu tiếp theo họ cũng hỏi về thông tin của Bali, hỏi là Bali có từng uh, đi Mỹ chưa? Ly trả lời là no là chưa từng đi hết. Nếu mà ai chọn yes á, thì nó sẽ nhảy ra cái câu hỏi để mình uh, mình điền tiếp. Ở đây Ly điền cái uh, số uh, À, số hộ chiếu ở dưới đây cũng là số hộ chiếu ở đây là cái quốc gia được cấp hộ chiếu là Việt Nam ở đây rồi cái ngày hộ chiếu hết hạn nè phần này họ hỏi Bali có từng có các thủ tục nhập cư hay là di trú ấy, giống như là bị trục xuất nè hay là các vấn đề tố tụng mà liên quan đến di trú thì chọn là no ở phần này sau đó là mình chọn vào cái chữ next để điền cái câu tiếp theo thì ở đây là cái thông tin về uh, cũng là việc làm của Bali ở bên uh, Việt Nam Thì uh, Bali ở bên Việt Nam là làm rẫy nên ở đây Ly chọn là self-employed Xong rồi uh, quốc gia, rồi xong rồi cái địa chỉ mà hiện tại Bali đang ở bên Việt Nam đang làm đó Là cũng là địa chỉ nhà của Bali luôn Thì Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu ở đây Rồi cái ngày Bali bắt đầu là chính thức làm ở đây rồi chọn vào next để đi qua câu tiếp theo. Ở đây là tình trạng hôn nhân của Ba Ly, hiện tại Ba Ly đã đang là kết hôn. Thì uh, mọi người dựa trên cái uh, tình trạng uh, thực tế của ba mẹ mọi người để điền nha. Rồi số lần uh, kết hôn là một lần. Đây là thông tin về vợ của Ba Ly, có nghĩa là mẹ của Ly đó là Ly Điền, ở tên là tên Lót này với lại họ của mẹ Ly ở đây. Uh, sau đó là mình sẽ đi xuống cái phần kế tiếp ở dưới này là cái ngày tháng kết hôn nè xong rồi cái quốc gia kết hôn với lại cái thành phố kết hôn ly lấy cái thông tin này ở bên cái chỗ giấy đăng ký kết hôn của ba mẹ ly đó nha rồi ở dưới phần này hỏi là cái hôn nhân khi nào kết thúc tại ba mẹ ly chưa từng ly hôn nên phần này ly bỏ trống rồi mình qua câu tiếp theo á là họ hỏi về cái cuộc hôn nhân trước đó của ba ly, ly để trống phần này tại ba ly chưa từng kết hôn trước đó chỉ có kết hôn hiện tại là đang với mẹ ly á đây là kể tên hết tất cả các thành viên trong gia đình của ba Ly Ở đây nhà Ly là có Ly Điền là mẹ Ly nè Quan hệ là spouse nè Xong rồi chị gái Ly nè, child Xong rồi Ly nè so, uh, Cái này là họ tên mới của Ly nha Rồi xong rồi ở dưới này á là phần uh, Của em Ly cũng là child Ở đây thì mọi người có thể nhấp vào đây để sửa Hoặc là mình để xem thêm nè Đây là Ly đăng nhấp ở chỗ phần mẹ Ly á Thì có... Uh, tên này tên lót này họ của mẹ ly nè quan hệ với ba ly á là spouse là vợ nè rồi xuống dưới phần này á là ngày tháng năm sinh của mẹ ly rồi cái quốc gia mà mẹ ly được sinh ra là ở việt nam rồi mình lưu cái phần đó nếu mà à, gia đình nào mà có nhiều người á 10 người trở uh, uh, hơn á thì cứ nhấp vào phần này để thêm 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 những cái người tiếp theo sau khi mình điền đủ hết rồi thì mình nhấp vào next để đi qua cái câu tiếp theo câu tiếp theo á, là cái um, ở đây nếu mà ai ba mẹ ai mà ở đã ở mỹ rồi đó mọi người điền đơn để bảo lãnh á thì ở đây họ, mình mới cần điền cái uh, tên thành phố và tên cái tiểu bang của uh, để ba mẹ uh, mọi người được phỏng vấn ở mỹ còn ba mẹ ly vẫn đang ở việt nam nên ly sẽ điền cái uh, quốc gia việt nam với lại cái thành phố hồ chí minh rồi cái phường bến nghé ở đây để sau này ba mẹ ly sẽ được phỏng vấn ở đây rồi mình chọn vào next để đi qua câu tiếp theo Hỏi là ly đã có từng bảo định ai chưa? Ly chọn là no là chưa có từng bảo định ai hết á Xong đó mình chọn vào phần next để đi qua cái câu tiếp theo. Câu này là hỏi ly có làm cho ai nữa hay không. Ly điền mẹ ly, tại ly điền cho ba và mẹ ly song song luôn. Thì ở đây là ly chọn vào mẹ ly, thì cái phần này ly điền tên là tên lót nè, họ của mẹ ly nè. Rồi xuống dưới đây là quan hệ với Ly là parent, có nghĩa là mẹ Ly đó. Thôi mình mình lưu. Nếu mà ai điền cho những ai mà điền cho nhiều người nữa thì cứ nhấp vào phần này để thêm người vô nha. Phần sau cùng là phần tải tài liệu lên thì ở đây nếu mà ai ngôn ngữ của ai mà không phải là tiếng Latin á là ABC á thì mới cần ghi tên, số địa chỉ rồi trên em có tờ giấy đó, xong rồi scan tải lên đây. Nhưng mà tại tiếng Việt mình cũng là cái giống như là ký tự Latin rồi nên cái phần này Ly không có tải lên. Rồi cái phần kế tiếp là mình có cái tài liệu gì thêm để tải lên hay không Ly cũng bỏ qua phần này luôn Xong rồi Ly chọn qua phần next để qua phần tiếp theo Phần này là cái các giấy tờ mình cần tải lên nè Ở đây là cái bằng quốc tịch của Ly nè Ly scan rồi tải cái bằng quốc tịch ở lên ở đây Ở ngay cái phần này nhấp vào cái phần này Thì khi mình mình tải lên họ cũng đã có cái yêu cầu là mình có thể chụp hình hoặc là scan để tải lên nhưng mà chắc chắn là rõ ràng nha để họ học đọc được những cái giấy tờ nào mà không phải tiếng Anh á, thì mọi người cần phải dịch ra sau đó scan cái bản tiếng Việt và bản tiếng Anh để tải lên luôn thì người ta ghi rõ ràng cái yêu cầu ở mỗi phần tải lên rồi Nên mọi người có tài liệu nào bằng tiếng Việt thì lưu ý nên dịch ra nha Tại nhân viên bên này họ không có đọc được tiếng Việt đâu ở Đây là cái giấy khai sinh của Ly Thì Ly cũng must scan cái giấy khai sinh của Ly xong rồi sau đó Ly tải lên đây mình Mọi người có thể scan hoặc là chụp hình để tải lên đều được hết Ở đây là cái giấy kết hôn của ba mẹ Ly Thì Ly cũng scan rồi tải lên đây cái này là cho ba ly nên mới cần giấy kết hôn, cái phần ly làm cho mẹ không có cần giấy kết hôn đâu. ở đây là cái giấy tờ để chứng minh là ly đã thay đổi họ tên đó họ tên mới á ly tải cái giấy đăng ký kết hôn của ly lên tại uh, ly kết hôn xong ly mới thay đổi họ để theo họ chồng họ chồng nên cái giấy tờ để chứng minh được đó là cái giấy đăng ký kết hôn rồi mình chọn vào phần next ở đây thì uh, họ cũng báo lỗi ở đây á tại ly không có tải giấy tờ gì lên ở phía này á nên họ báo lỗi để cho mình biết không sao hết thì chọn vào phần next còn đây là cái phần những cái bằng chứng khác á Giống như là có một số bạn thì không có giấy khai sanh để chứng minh được cái quan hệ mẹ con hay là cha con đó Thì cần phải tải những cái bằng chứng khác để củng cố cái hồ sơ Giống như là cái hồ sơ tôn giáo nè còn ở dưới này á, là học bạ nè Nói chung là những cái giấy tờ nào mà của các bạn có tên của các bạn và ba mẹ của các bạn để chứng minh được cái quan hệ nè ở đây là cái hồ sơ điều tra dân số nè ly không có rành mấy cái này lắm mấy cái mục này toàn bộ ly đều không có tải cái gì lên hết tại ly đã tải cái giấy khai sinh rồi thì một số người có thể bỏ vào cái kết quả chứng minh dna để chứng minh là quan hệ mẹ con ở đây toàn bộ cái mục này ly không tải gì lên hết tại ly đã tải giấy khai sinh lên rồi nha ở đây nó cũng báo lỗi này tại ly chưa có tải cái gì lên đây hết không sao bây giờ mình nhấp vào phần next đây là cái phần cuối cùng của cái đơn rồi để cho mình review nếu mà không có vấn đề gì sai sót á, là mình có thể submit cái đơn này luôn thì mình trả phí ở đây là 535 đô Uh, khi mà đến cái phần mà ký tên á thì uh, họ họ yêu cầu mình ký tên á mình chỉ cần uh, gõ nguyên cái họ tên đầy đủ của mình vô là cái đó thay thế cho cái chữ ký sống á. Sau đó là cái phần này là lease trả bằng cái thẻ tín dụng sau khi trả xong bằng thẻ tín dụng rồi thì à, họ sẽ gửi một cái à, receipt number đó, thông qua cái email luôn rồi sau khoảng à, 7 ngày hay 10 ngày gì đó thì à, mới có thư của bên USCIS về nên à, mình à, điền cái hồ sơ online đó, là mình theo dõi th à, cái bất kỳ cái hồ sơ có động tĩnh gì á thì họ gửi email cho mình trước báo cho mình trước đó, nên rất là tiện luôn rồi nếu mà mọi người muốn xem thêm các vấn đề về bảo lãnh ba mẹ của Ly thì có thể vào kênh Ly để xem nha. Tại Ly tranh thủ làm nếu mà có những sai sót gì thì Ly thông báo với mọi người để mọi người có thể là học hỏi một số kinh nghiệm qua những cái sai sót của Ly nha. Mọi người có thể lên YouTube thì ở đây này có cái thanh tìm kiếm á trên cái thanh tìm kiếm này nè, mọi người gõ cái tìm kiếm kênh của Ly nha. Cứ gõ Lily Family Nuôi Con Lai Hoặc là Lily Nuôi Con Lai Nó cũng ra nữa à, Sau khi mình gõ xong rồi Mình nhấp vào chữ search ở chỗ này Thì nó sẽ hiện ra cái tên của Ly, à, Cái kênh của Ly ở đây nè Thì nhấp vào kênh của Ly ở đây Mọi người có thể chọn vào Một, một video để xem Tất cả các video của Ly Hoặc là có thể chọn vào cái mục uh, playlist ở đây nè Thì sẽ hiện ra Cái uh, còn nói chung là cái mục lục ly phân loại cái videos của Ly á theo từng danh mục. Mọi người nhấp vào cái chỗ mà bảo lãnh ba mẹ của Ly á thì sẽ có toàn bộ cái video của Ly Ly để ở trên này. Nếu mà mọi người yêu thích á thì có thể đăng ký hoặc là nhấn chuông để khi nào Ly Ly có video mới mọi người sẽ nhận được thông báo nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.